Chào mừng các bạn đến với kênh Thân Ba Du Kỳ Hàng Năm. Mình là Minh Trí. Sau khi 2 tháng làm YouTube về game Du Kỳ Hàng Năm thì mình đã xây dựng được khoảng hơn gần 350 video. Video này mình muốn giới thiệu với các bạn sơ đồ cấu trúc những video mình đã từng làm. Các bạn có thể theo dõi nó như là một câu chuyện hay là một quyển truyện thôi các bạn. Đầu tiên là một để vào được đây thì các bạn hãy vào danh sách phát nhé. Các bạn kết vào kênh của mình và vào danh sách phát. Mình đã tuyển chọn và gọi là phân loại rất rõ ràng. Ví dụ như các bạn kết vào review nhân vật Du Kỳ Hàng Năm. Ở đây mình đã review hầu như tất cả những nhân vật đã ra mắt tại game Du Kỳ Hàng Năm của phiên bản Việt Nam cũng như Trung Quốc. Có Bakura, có Ichiju, có bộ bài robot của Bendikeo, bộ bài thủy quái đại dương của Marco, bộ bài Happy Lady của Mai Văn Thai. Tất cả những nhân vật đã ra mắt tại Trung Quốc đều mình đều đã review nhá. Đây có Pikachu, đây có Haga côn trùng và những nhân vật mới nhất đó là Jiren Yuki. Hiện tại mình chưa cập nhật vào danh sách này. Mình muốn giới thiệu thêm với các bạn về kỷ lục game Du Kỳ Hàng Năm đây. Đây là những kỷ lục và là những kỷ lục đặc biệt thôi các bạn. Mình chỉ tạo ra 8 video trong danh sách này thôi. Kỷ lục như là đá bài có attack cao nhất, hay là những khoảng cách lý giải không ai lý giải được. Rồi khoảng cách đầu tiên thân phá hoại Obelisk ra sân, lần đầu tiên thân Oxyd ra sân, rồi lần đầu tiên đá bài đảo chuyển thế giới được ra mắt, chưa kịp làm gì mà bị thua, Exodia nấp sau 40 lá bài, hay là rụt bụng là Exodia trong một tin. Rất thú vị đấy các bạn. Tiếp theo đó là Vlog Du Kỳ Hàng Năm. Khi mình stream thì có một số bạn bảo mình rằng là anh hãy quay phòng làm việc, hay là quay nhà, hay quay về gia đình, hay quay về xung quanh, hay quay về Huế. Những video ở trong một Vlog Du Kỳ Hàng Năm này là mình quay nó hơi riêng tư, kiểu như là quay về bản thân mình, hay quay những cảm xúc xung quanh, hay quay về có thể nói như là những điều mà bạn yêu cầu, các bạn yêu cầu. Chúng ta cũng xem thử nhá. Ví dụ như ở đây mình quay một bài hát mình. Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thần cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng, chỉ riêng anh thôi. Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ. Người lạ ơi, xin dẫn tôi mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ trái tim tôi mà vui khi đội nhà chiến thắng đền vang. Vào hiệp hai bên bàn đã dâng cao tấn công ào ào. Đây là khoảng cách tài hiểu nha, mình có được tài hiểu nha. Khoảng cách có hai xuất thân đi ba con đường chung kết. Khoảng cách đạn các bạn, mình lên sân đạn hãy rút xuống. Các bạn có thể cũng như cũng hiểu mà ngon ngon nha. Một số những vlog mà mình tâm sự trong quá trình làm YouTube. Tiếp theo đó là đây là phần quan trọng nhất. Đây là Du Kỳ Hàng Năm, game Du Kỳ Hàng Năm đỉnh cao. Ngay từ ban đầu, ngay từ lúc thành lập kênh thì mình đã định hướng cho kênh của mình đi theo một chiều hướng như vậy. Có nghĩa là mình tạo ra kênh của mình như là một thư viện trận đấu thôi các bạn, thư viện những trận đấu đỉnh cao. Có khi nào các bạn nhớ là những trận đấu cú đấm của mình, những trận đấu mà các bạn đánh rất hay, tạo ra rất nhiều đột biến, hay là có rất nhiều ký ức đẹp, các bạn muốn xem lại nhưng các bạn không thể nào xem được. Những video này của mình nó có tác dụng như vậy, đó là lưu lại những trận đấu đỉnh cao thôi các bạn, lưu lại những trận đấu đỉnh cao để cho con cháu của chúng ta được xem. Mình hơi chạm độc, mình hơi chạm giọt, các bạn thông cảm nha.
tóm lại là mình muốn lưu lại những ký ức đẹp, những kỷ niệm đẹp, những trận đấu đỉnh cao, những chiến thuật đỉnh cao thôi các bạn. Ở đây mình có lưu lại chọn lọc 141 trận đấu đỉnh cao, và tất nhiên trong thời gian tới nó sẽ được tăng hơn nữa. Khi nào các bạn rảnh rỗi hoặc là các bạn muốn tìm hiểu những trận đấu này thì các bạn có thể xem nhá. Kết vào, đầu tiên là kết vào kênh của mình, sau đó vào danh sách phát, rồi vào game du ký hạng 5 đỉnh cao. Thông qua video này mình cũng muốn cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình và theo dõi mình trong 150 video vừa qua. Trong lúc mình quay video thì bạn Long Văn Tân đã subscribe, cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình rất cảm ơn cả bạn rất nhiều, cũng như cảm ơn những bạn đã giúp đỡ mình như là Nico hay là Võ Dũng, cũng như gần đây là có bạn Lạng Phong. Nếu như các bạn có thắc mắc, các bạn có góp ý, các bạn có ý tưởng gì để giúp kênh của mình phát triển thì các bạn hãy comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì cuối video mình sẽ mở một bài hát mà mình quay được tại quán cà phê tại Huế. Vâng, cảm ơn Bằng Phủ đã gửi tặng cho tất cả các bạn khán giả chúng ta đây một ca khúc để ngồi rất hay vừa rồi. Vâng, và tiếp theo xin mời các bạn khán giả. Đó là một cô MC đại yêu tại Huế. Đây là video mình vừa quay được, nên các bạn yên tâm về vấn đề bản quyền nhé. Chúng ta sẽ kết thúc video với là một bài hát nha các bạn. Đây là một hôm mình đi uống cà phê, hôm để tay vừa rồi nha các bạn. Và cái đây từng khoảng tháng ở Huế thì uống cà phê là khoảng tổng 15k các bạn. Uống cà phê đen còn chi phí nghe nhạc này là khoảng 15k một người nhá, khá rẻ.
Xin chào tất cả các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn xem.